người nha, đâu người nha. Đây, bố. Bố mày đây, đi mẹ mày con lợn này. Cái đít con mẹ nhà mày nó ra tùng ạ. Em ạ. À, em ở đâu em? Em cái đít con mẹ. Con mẹ mày sinh năm bao mày nhiêu? Đâu? Mày sinh năm bao nhiêu? Mày ở đâu? Bố mày à? Mày chỉ mặt ai? Bố mày bằng mẹ mày. Mày thọ. Đít con mẹ mày anh em đi gọi lúc bồi mẹ của mày luôn đấy. Mày nghe chưa? Cái đít mẹ mày luôn đấy. Đít mẹ mày này. Cái đít mẹ mày luôn đấy. Mày thích nổi tiếng à? Mày thích nổi tiếng không? Bố mày nha, bố mày đít cần phải nổi tiếng nhưng mà bố đít vào cái mặt mày đấy. Đít mẹ mày luôn đấy. Đít sao? Lắc bố mẹ mày luôn đấy. Đít mẹ mày lắc đi đúng cái bố mày nghe chưa? Bố mày đít mẹ mày luôn đấy. Người anh em ở đâu? Người anh em ở đâu? Bố mày đít mẹ mày luôn đấy. Người anh em ở đâu? Đít mẹ mày, bố mày đít mẹ mày luôn đấy. Mày sao? Bố mày hỏi mày là mày ở đâu? Ăn đi. Sao? Hỏi gì bụi và bố mày lên rồi đấy. Đít mẹ mời mãi mới lên. Ôi rồi, đít mẹ mày vàng bạc bao nhiêu nhỉ? Vàng bạc mày to nhỉ? Bố mày sợ mày quá, bố mày sợ mày quá. Bố mày sợ mày quá, đít mẹ mày luôn đấy. Tao chỉ nói mày một câu nha. Tao chỉ nói cho cái mặt mày một câu. Sao? Nếu mày là xã hội đoàn hoàng, mày là xã hội chuẩn. Sao? Mẹ mày anh em đoàn hoàng. Riêng cái loại mày đít mẹ mày bố, thế mày nói cho ghét đấy. Đít mẹ mày lên mà dạy đấy ai? Mày đít con mẹ mày biết mày lên mà dạy được ai? Facebook của bố mày không? Chúng nó chửi bố mày nghe chưa? Mẹ mày luôn đấy. Bố mày lên bố mày nói chúng nó mày nghe chưa? Mẹ mày luôn đấy. Cái loại mày đít mẹ mày mới vào ấy, thành một chậu chứ cái loại mày ấy, mày nghe chưa? Mày đít mẹ mày muốn bố mày đít mẹ mày luôn đấy. Đít con mẹ mày cái bạn bố mày chỉ đi con. Cho bố cái địa chỉ đi. Tạm lịch của tao. Cho bố mày cái địa chỉ. Mẹ mày. Đít mẹ mày cái thằng đầu cắt moi này. Cho bố cái địa chỉ. Đít mẹ mày nói ít thôi. Vãi lò luôn, đầu cắt môi rồi, mẹ không phải làm gì. Cho bố mày cái địa chỉ. Bố mày ở khu 2 Hoàng Dương, Thanh Ba, bố đó đít mẹ thằng gia đình luôn. Bố đít cái họ mày luôn. Đít mẹ mày luôn đấy, bố mà đít mẹ mày luôn đấy. Sao? Cho bố mày cái địa chỉ. Mẹ mày cho bố địa chỉ thôi. Kết bạn với tao, kết bạn với tao. Này, bố mày đầu môi đây này. Bố mày đầu môi đây này. Nhưng mà đít mẹ mày nhá, bố mày ngoài đời chắc chưa. Bố mày ngoài xã hội nhá. Mà đứng trước mặt bố mày mà nói câu đấy nhá. Đít mẹ mày xác định cho mẹ mày luôn. Mày nghe chưa? Ôi trời ơi, mày đeo vàng mày về cho mày bố mày. Mày nghe chưa? Đít con mẹ mày đeo vàng để mày lên đây mày thể hiện được bố mày á. Mày lên đây thể hiện được bố mày á. Đít mẹ à, mày sao nghĩ mà lên người làm cái gì? Mày nghe chưa? Đít mẹ mày, địa chỉ của bố mày là khu 2 Hoàng Tương Thanh Ba Phú Thọ. Nghe chưa? Đít sao? Sao? Mày nghe chưa? Sao? Sao? Bố ôi trời ơi, nói gì chẳng nghe gì cả. Sao? 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 Bố trời ơi. Anh em thấy chưa? Anh em thấy thành phần trẻ trâu trời ơi. Sao? Anh em thấy thành phần trẻ trâu lên đây cho mọi người. Đít mẹ mày luôn nghe chưa? Đít mẹ mày đây vãi lột. Ôi giời, lau bì. Mẹ mày ăn lau bì chất vãi lột luôn. Con nhóc địa chỉ nghe chưa? Con bố mày nói mày nghe lau bì. Đít mẹ áo lau bì đầu khăn ngoài. Bố mày không đủ tuổi đẳng cấp gì cả. Tất cả bà quan nha. 200 người đã áo lau bì đầu khăn ngoài. Đít mẹ mày cái mặt mày đấy nghe chưa? Ai quái đồ nha. Mày cho bố mày địa chỉ xem nào. Đúng là đít mẹ mày luôn. Áo Louis Vuitton. Mày đẹp hay vãi lột luôn. Bố mày thừa nhận. Nhưng cái đẳng cấp của mày đâu có. Mày đeo vàng hơn bố mày. Nhưng cái đẳng cấp của mày đâu có. Bản lĩnh của mày đâu có. Không. Mày đang cao quý đấy. Mày đang tính nổi tiếng đấy. Đeo vàng hơn là đẳng cấp rồi. Ui bỏ cho kinh bật quá. Ui kinh vãi lo luôn. Mày xem tất cả. Lũ quá mày. Xem nó chửi. Lũ quá mày. Ông mẹ à mày. Mày cho bố cái địa chỉ. Nếu mày dám bản lĩnh cho bố cái địa chỉ. Bố mày hứa tìm tận nhà mày luôn. Cho bố địa chỉ. Mẹ mà lên mà tìm bố, cái bạn bố gọi điện video cho bố. Bố địa chỉ, bố đợi con luôn. Tất cả em ở trên này làm chứng luôn. Đít mẹ mà tất cả em trên này làm chứng cái địa chỉ của mày luôn. Bố mày tìm đến bố hứa luôn. Sao? Cho bố địa chỉ. Sao? Sao? Mày nhìn thấy bố mày rẻ rách à? Mày nhìn thấy bố mày không đeo vàng à? Mày nhìn thấy bố mày không. Tao chưa bảo mày rẻ rách, mày cứ nói mày rẻ rách. Mày hình xăm xấu mày rẻ lanh. À, mày đi mẹ mày, mày đi mẹ mày đi như nào? Mày là rẻ lanh, mày đeo mày là rẻ rách. Mày không bao giờ là tao trả rách, ok chưa? Tao không nói mày trả rách. Mày đã nghe livestream của bố mày từ đầu đến cuối. Mày đã bao mần từ đầu đến cuối chưa? Mà mày sẽ bảo mày sủa. Mẹ mày tao vào live tăng kinh khủng luôn đấy. Yeah. Xem bố. Mày là thằng trả rách, không bao giờ là thằng trả rách, ok chưa? Không bao giờ thằng trả rách. Đợi tao xỉa răng cho tao nói chuyện nhé. Ok luôn. Tao đầu quá. Bố mày hơi lãng phí thời gian để nói chuyện mày đấy. Đợi tao xỉa răng đi mẹ mày. Mày hơi lãng phí thời gian khi nói chuyện với mặt mày đấy. Anh em ở đây xem đi con mẹ mày. Anh em ở đây xem đi mẹ con chó này nó sống như nào anh em.
đẳng cấp nào đâu. Bạn thử tôi coi. Tôi gọi tất cả các bạn lại thế nào? Mày gọi tất cả các bạn lại thôi. Thôi nha, bạn thử nhau vậy cũng muộn rồi, tôi đùa bạn tí thôi. Thôi nha, tôi vào tôi đùa bạn tí thôi. Bố mẹ ơi, tôi đùa bạn tí thôi. Tôi mẹ mày không anh em nào quên hết bố mẹ, cắt lược luôn. Cắt tỉnh luôn, mày nghe chưa? Bố mày tuy nhỏ nhoi nhưng mà không phải là không có nhiều người như vậy. Không anh em là quen biết bố mày ở các nước. Bố mày thánh bá, bố mày thánh bá mà bố nội đều chỉ cho mày á. Cú đại hoàng cương thanh bá phú thọ. Còn mẹ mày nghe chưa? Mày nghe rõ chưa? Giáp bờ. Tôi xin lỗi. Bạn quá tôi bạn bạn làm nhất nhá. Xin chào bạn. Tiếc mẹ mày cho bố địa chỉ. Cho bố địa chỉ thì con mẹ mày. Cho bố địa chỉ. Địt mẹ. Em sợ hơi vãi lột. Các bạn nhớ nhá, địt mẹ cũng chẳng phải là thằng lột nào. Lên mạng xã hội chửi các bạn cũng kệ nó. Thật, địt mẹ làm thế không gì được.